Đây là phù hiệu khi mà đi top của mình nha mọi người nha. Ở nhánh chính thì mọi người hãy chọn cho mình đó là vực hỗn mang. Sau đó là sẽ chọn cái hấp huyết này để hạ hoặc phụ, các bạn sẽ được hồi cái lượng máu cần thiết. Tiếp theo đó là các bạn hãy chọn cho mình đó là cái cố thủ. Cái này thì nó giúp cho mình có 12,5% với lượng kháng hiệu ứng. Rất là cần thiết khi mà các bạn đi top, cái lượng máu cũng như là cái lượng chống chịu nó không dẻo dai bằng cái việc mình đi SP. Cho nên là mình có thêm được 12,5% kháng hiệu ứng để thoát khỏi giao tranh, nó rất là cần thiết nha mọi người nha. Tiếp theo đó là cái đấu khí này. Thì đấu khí các bạn cũng đã thừa biết là nó tác dụng nó như thế nào rồi đó. Nó vừa có xuyên giáp, nó lại cũng có cái tích hiệu ứng để gây sát thương mạnh hơn. Thì mình chọn đó là thành khởi nguyên. Thành khởi nguyên thì các bạn cũng có thể tùy, các bạn có thể chọn đó là băng xương hoặc là bảo mệnh. Nhưng như mình thì mình thấy đánh giá theo ạ, thì băng xương này nó chỉ có giúp mình trong một lần thôi, còn cái bảo mệnh nó sẽ giúp cho mình hồi máu liên tục được và không cần phải biến về nhà nhiều. Tính thứ ba đó là mình sẽ chọn dùng nguyên sinh, sau đó mình sẽ chọn cái nhạy bén này để mình tăng cái tốc độ di chuyển trên đường sông, tham gia combat nhanh hơn cũng như là di chuyển để thoát giao tranh nhanh hơn nha. Đây là cái phù hiệu khi mà mình đi SP nha mọi người nha. Ở nhanh chính thì mình chọn là dùng nguyên sinh. Tiếp sau đó mình sẽ chọn cái tăng tốc chạy đường sông để di chuyển vào combat nhanh hơn, cũng như là thoát khỏi giao tranh được nhanh hơn. Và tiếp theo mình chọn đó là hồi máu. Cái hồi máu này thì giúp các bạn có thêm được cái lượng hồi máu khi mà các bạn sử dụng nội tạng đứng trong bụi nha. Và cái cuối cùng này đó là cái trói buộc. Thì cái trói buộc này nó giúp các bạn tăng giáp phép và tăng giáp và gây thiêu đốt theo tỷ lệ lượng máu tối đa nha. Rất là hay, mình thường sử dụng cái này đó. Ở nhánh dưới thì mình sử dụng đó là vực hỗn mang và vẫn là cái hấp huyết này. Cái này là thành khởi nguyên và đây là cái siêu hồi máu, vẫn thế thôi. Đó, thay đổi một chút. Phù hiệu thứ ba của mình dừng đó là nhánh chính dùng nguyên sinh, tiếp sau đó là tăng tốc chạy đường sông, hồi máu và cái du hiệp. Cái du hiệp này thì khi mà các bạn rời khỏi giao tranh ấy, các bạn sẽ gây được cho tướng địch, team bạn đó là hiệu quả giảm sát thương ở đòn đánh, làm chậm cũng như là có cái dấu tích tròn trên đầu để gây nổ đó, gây sát thương đó mọi người ạ. Ở dưới thì vẫn sẽ là siêu hồi máu và cái vực hỗn mang thì vẫn là hấp huyết đó. Đó là tất những cái phù hiệu mà mình hay chơi và mình thường dùng cái phù hiệu thứ hai này nha mọi người nha. Cái phù hiệu thứ hai là mình dùng nhiều nhất, mặc dù là có phù hiệu thứ nhất và phù hiệu thứ ba nhưng mà đa số mình cũng bởi lười và thấy nó cũng hay cho nên là không thay đổi. Mình thường đi top thì vẫn sẽ dùng cái phù hiệu thứ hai này. Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người lại đến với kênh của mình nha. Mình là Rick Quý Ông đây mọi người ơi. Đó, thì ngày hôm nay mình sẽ vẫn cầm Richter nhưng mà mình đi thay vào vị trí của AD nha. Do team mình là các bạn ấy không bạn nào chọn AD cả, cho nên là mình lại phải là thay vào vị trí của AD và đối mặt với lại Hayate. Thì cái lý do mà team mình không chọn AD đó chính là bạn Scoot, bạn S5, bạn ấy chat cuối cùng là bạn ấy không chơi được AD. Và thay vì việc bạn ấy không biết chơi AD thì bạn chơi Scoot cũng được. Thế nhưng mà team không có AD thì hơi là khó khăn đó mọi người ạ. Vì cái khả năng ép trụ là không có.
toàn những tướng có thể đánh gần, thế nhưng mà đánh xa thì lại là vô dụng. Cho nên là hơi khó nhưng mà không sao. Pha này thì Hayate có vẻ là vẫn chưa chừa mọi người ạ. Đó, mình sẽ cấu nhẹ em một lượng máu như thế này. Sau đó mình sẽ dùng chiêu 1 và tốc biến để mọi người xem nhé. Đó, lao càng cao thì bạn lại sai lầm rồi. Đó, rất là nhanh gọn, đơn giản không mọi người? Khi mà các bạn đối mặt với AD ấy, thì các bạn hãy tận dụng cái nội tại đường sông. Chứ còn ở bụi thì nó hơi ngắn, đa số là phải ở đường sông. Sau đó là tiếp cận bằng chiêu 1 nếu đủ tầm. Còn nếu không thì các bạn hãy cộng thêm tốc biến nha. Lumbua của mình bị Greg kéo vào trụ gần hẹo rồi. Mình sẽ không biến về ở pha này đâu nha. Biết ngay Greg sẽ kéo như vậy mà. À, Greg ra này, mình sẽ chơi luôn bạn ơi. Đó, thêm một chọc nữa là lên bảng. Đó, đơn giản lắm mọi người. Đó là cái hiệu quả khi mà Richter lên full dam. Mới đầu game cũng rất là ghê gớm rồi. Đó, đến cuối game thì còn là ghê gớm nữa. Nhưng mà nói thế thôi chứ mà để đến cuối game ấy, team bạn có đồ và AD xanh rồi thì rất là khó chơi. Mình sẽ không lên cái thương long nhá. Mình sẽ lên cái thương xuyên phá này để thoát khỏi giao tranh được dễ dàng hơn. Cũng như là có cái lượng xuyên giáp nó ổn hơn. Ôi, pha này bị Greg kéo lại rồi. Mình sẽ nhây pha này xem nó có được không này. Cố gắng này. Ôi, Zuka tốc biến thì chịu rồi. Ôi, Zuka tốc biến mọi người ơi, đen thật sự luôn đấy. Zuka tốc biến à. Tốc biến như vậy thì ai chơi. Pha này thì team mình đã cướp được dòng rồi mọi người ơi. Rất là hay luôn. Đó, pha này thì mình sẽ không vào đâu. Mình là vị trí AD mà, mình phải đánh cẩn thận chứ. Đóng vai trò là AD nhưng mà cũng hết sức là hổ báo đấy mọi người ạ. AD này là tay cũng khá dài. Mình sẽ quay lại mình chọc này. Đó, chọc chiêu bạn Greg một xíu nữa này. Đó. Rồi, té thôi mọi người ơi. Không có AD khó chết mẹ. Khó thật mà. Khó trong cái khả năng ép trụ thôi, chứ còn không khó trong việc là bắt vào AD team bạn đâu mọi người ơi. Vì AD team bạn đã có mình lo rồi. Đó, pha này mình sẽ chọc vào Greg này, chạy nữa đi bạn ơi. Đó, AD đã phải dùng chiêu cuối nhưng mà không thoát được rồi. Đã nhìn thấy vị trí của Liliana bọc đầu rồi. Làm sao mà chạy được bạn, rất là hay luôn. Rorion ở đây. Rồi, đã có Lumbua giải khống chế cho bạn Liliana rồi. Chỉ có khi mình cầm Richter và DSP thì sẽ hốt Hayate thôi. Chứ còn nếu mà mình cầm Richter mà thay vào vị trí của AD thì mình sẽ không hốt đâu nha. Đó. Vì sát thương mình có mà. Cho nên là Hayate không có cửa đâu nha. Đó, Greg đã bị hất về. Khá là hay luôn. Liliana dùng chiêu khá là kịp thời. Ở đây thì Achit đang định bắt vào người của Lumbua. Nhưng mà bắt vào người của Lumbua là sao rồi bạn ơi. Còn ulti nên rất là hổ báo. Pha này thì mọi người phải hết sức là bình tĩnh nha. Đừng vào vội để cho team bạn sử dụng hết chiêu thức đi đã. Đó, sẽ cấu gì ở đây nhẹ một xíu thôi. Xong sẽ lùi ra. Đó, cảm giác nếu mà vào được thì các bạn hãy vào. Còn nếu không vào được thì pha này các bạn hãy lên đẩy trụ. Nhưng mà mình nhìn thấy vị trí của Lorion khá là ít máu. Mình sẽ quay lại pha này. Đó, một chọc Lorion này. Một chọc bạn ơi. Tiếp theo là Greg này, đủ sát thương luôn. Gấu này. Ảo thật đấy. Chọc không mất máu mọi người ạ. Thế nhưng mà mình vẫn phải tìm vào vị trí của bạn gấu này này. Chạy đi đâu bạn ơi, lần này thì có mất máu không này. Đó, mình cũng không hiểu pha đấy sao lại có thể chọc mà nó không thể gây sát thương được như thế nhở. Game ảo thực sự đấy. Rõ là lướt một nội tại đường sông, sau đó là chọc vào mà lại không mất máu. Có lẽ là lỗi game rồi mọi người ơi. Chịu thôi, pha đấy thì chịu thật. Biến về nhẹ một xíu này. Mấy ngày trở lại gần đây thì mọi người có xem đấu giải không mọi người ơi? Đó, rất là hay luôn. May mắn cho chúng ta đó là có một đại diện Việt Nam hết sức là xuất sắc đã lọt vào bán kết. Đó là đội tuyển VGaming nha mọi người nha. Mình cũng rất là hy vọng VGaming có thể lọt vào chung kết và sau đó là giành cái giải quán quân, mang cái niềm kiêu hãnh về cho nước nhà nha. VGaming thì mình thích nhất là vị trí của BDLB cũng như là Hoàng TD. Với con bài Lavi bắn đạn thuật quang bách phát bách trúng kết hợp với Lorion, xem VGaming đánh có một cái sức hút cực kỳ là lôi cuốn nha mọi người nha. Vừa là cái lối di chuyển cũng như là cái lối đánh hết sức là hiện đại, và sau đó là những màn công nhà cũng như là thủ nhà đầy kinh nghiệm. Mình thực sự thích cái lối đánh của VGaming.
vừa mang hơi hướng của hiện đại nhưng vừa có kinh nghiệm, cũng như là cái kỹ năng cá nhân của các bạn ấy khá là tốt. Hoàng TD thì khi mà cầm Meo Su thì cũng viện chinh tích rất là kinh khủng, và sau đó cầm La Vi thì còn ghê gớm hơn. Đó. Quay trở lại trận đấu thì hiện tại mình đã mất đi cái trụ rồng rồi, do team bạn có AD là ép khá là căng, lấy đi được cái trụ rồng nhà mình rồi. Đây cũng là cái điểm bất lợi lớn nhất mà mình lo lắng, đó là team mình không có AD, và việc team bạn có cái sải tay dài hơn để ép trụ cũng như là đẩy đường tốt hơn. Do vậy là mình phải kêu gọi đồng đội ăn rồng cũng như là ăn ca sơ nhanh chóng ép trận đấu để mà kết thúc đi trận đấu. Nếu như để về cuối game thì bạn AD bạn có thể quét sạch cả team mình đó, rất là nguy hiểm. Với việc bạn ấy mang thanh tẩy đó là không có gì là không thể xảy ra cả. Nhưng mà đối với team mình ấy thì lại có cái lợi thế là rất nhiều người có thể bắt ở vị trí của AD, khai thác triệt để cái điểm yếu này để ép team bạn giao tranh cũng như là bắt vào vị trí chủ lực là AD, sau đó là kết thúc trận đấu sớm sẽ là tốt nhất. Ở đây thì Greg cũng đã phải nằm xuống rồi, AD team bạn cũng như là Greg và Mid, do vậy rất là lợi pha này luôn. Có rừng này chơi luôn bạn ơi, rừng có chiêu cuối, đáng nhẽ ra mình sẽ ulti ngay từ trong bụi nhưng mà mình lại không để ý pha đó, hơi lỗi đó. Zuka băng vào có lẽ là muốn là cân cho mình 3 bên 4 người, thế nhưng mà không chịu được cái sự khống chế của team mình. Rất là ảo tưởng luôn. Pha này thì rồi Lumbua đã hồi máu hết sức là kịp thời, rất là hay luôn bạn ơi. Bạn Lumbua này cũng chơi khá là hay, đập ulti cũng như là di chuyển, và cái combo ulti tốc biến của bạn khá là mượt. Zuka thì dùng hết chiêu thức để mà chạy pha này. Atreus định làm gì đấy bạn ơi? Đó, định lấy cái trụ này và mở giao tranh ở đây à? Có lẽ sẽ phải lui pha này thôi mọi người ơi, ở đây không an toàn nữa rồi, trụ thì cũng còn khá là ít máu. Mình sẽ đứng lùi lại sợ Greg kéo chết cả bụi này. Đó, Ari đã té mất rồi. À, Greg đi pha này là khá là sai rồi đây. Đó, sao lại có thể đứng ở giữa đấy để mà cân 3 đến 4 người, 5 người được bạn ơi. Một pha kéo hết sức là sai lầm của Greg rồi. Mình sẽ lên cái kiên thất truyền này đi, để tránh đi cái lượng tốc đánh của bạn AD cũng như là làm chậm bạn ấy một xíu. Rồi, Lorion nằm xuống rồi. Bạn Lorion trận này thì mình đánh giá chơi khá là non tay nha mọi người nha. Biết là top Lorion hay là gì nhưng mà thường những pha ra vào hết sức là hứa hình đó, để team mình bắt lại liên tục thôi. Nhưng mà đó cũng là cái lợi thế to lớn dành cho team mình. Nếu mà Lorion chơi lại hay nữa thì khả năng là team mình khó ăn đấy. Gấu béo đang dí vào vị trí của mình nhưng khả năng mình sẽ phải té thôi, không thể ăn được gấu béo pha này. Cho bạn ấy lấy con Red đi. Đó mọi người thấy không? Không có AD nó rất bất lợi ở những pha như thế này. Bạn AD bạn chỉ cần ở ngoài bạn cấu rỉa, và bạn ném vào trụ thôi là team mình đã đủ khổ rồi này. Chữ bố cũng như là sờ cu phải nằm xuống rồi. Còn mỗi mình pha này thôi, khả năng thì mình cũng sẽ phải bỏ cái trụ này thôi. Này game bác một xíu. Ôi giời ơi, lại bị Greg kéo vào rồi. Rất là đen luôn. May mắn là bạn không có cái chiêu hút. Nếu bạn có cái chiêu hút thì khả năng là mình lại phải nằm xuống rồi. Mình sẽ di chuyển nhẹ cho bạn này. Greg nhìn thấy mình nè. Đó, kéo rất là khôn luôn. Kéo nghiêng để gắp vào mình nhưng mà không có đâu bạn ơi. Mình tỉnh hơn nhiều nha. Ơi, có một cái xe ở đằng trụ mít nhà mình kìa. Dọn đi các bạn ơi. Ở pha này thì Lumbua đã bị kéo vào. Bạn ấy dùng bạn ấy định dùng cho mình cái chiêu cuối để KS con rồng nhưng mà đã rất là điên khi mà bị Greg kéo vào trong và đã phải nằm xuống rồi. Ở đây thì Atreus đang có ý định là đẩy cái trụ này của mình. Mình sẽ ra mình dọn lính nhà bạn ơi. Làm gì con lính nào mà bạn đẩy, để đi đâu bạn ơi. Pha này rất là khó đây. Về cuối trận rất là căng thẳng, tại vì là team bạn có AD có cái khả năng sốc down rất là tốt, và team mình thì lại yếu thế hơn trong cái việc bắt vào vị trí của mid cũng như là của AD team bạn. Đó, pha này thì mọi người có thể thấy đó là Lorion di chuyển pha này khá là hớ hênh nha mọi người nha. Nó di chuyển cả vào trong trụ nhà mình, không biết là dùng chiêu kiểu gì luôn đấy, hay là bạn ấy bị lag không biết. Đó. À đây hiện giờ thì rất là khó bắt, bạn ấy có cái khả năng cơ động tốt cũng như là cấu rỉa rất là khó chịu. Mình sẽ ra đây mình check con ca sơ này xem nào. Đó. Tìm bạn AD xem có đứng đây để biến về không. Khả năng là không có rồi mọi người ơi. Đó, chọc nhẹ ca sơ kêu gọi đồng đội ăn luôn này.
nhưng mà kia thì đang muốn đánh. Rồi, vị trí của Ali đã bị lộ ra này. Mình sẽ vào này, vào bắt Greg béo này. Đó, nằm xuống luôn bạn ơi. Greg béo khi mà hết chiêu thì như một bao cát mọi người ạ. Đi bò lết ra đường luôn. Đó, 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 đó lại sai rồi bạn ơi. Lại sai rồi. Đó, mọi người có thể để ý là Lorion như kiểu là bút hay nào ấy. Bạn ấy dùng chiêu hết sức là hớ hênh luôn từ đầu đến cuối như bây giờ. Bao nhiêu pha rồi ấy. Rồi, pha này thì team mình chắc là đẩy luôn thôi. Ra ai thì sẽ đánh luôn người đấy, chứ còn không có cơ hội để mà nhây đến trận đấu đến cuối được. Nếu mà bây giờ không win thì sẽ rất là khó win này. Lùi lại một xíu đây mọi người ơi, khả năng là không được rồi. Team bạn đã hồi sinh cả rừng cả AD thì rất là khó chơi. Lùi lại về ăn ca sơ xong đẩy sẽ là hợp lý hơn này. Lùi thôi mọi người ơi. Thôi đừng đánh nữa nào. Ăn con red này đi. À ăn con blue này đi. Lily. Đó. Nhường cho Lily ăn rất là tinh thần đồng đội luôn. Chẳng qua là không thích KS thôi. Và mình sẽ đứng vào đây thì Greg sẽ không kéo được này. Đó, team bạn cũng đã biết cái ý định là team mình ăn Kaiser sau đó là ép nên team bạn dồn ra khá là đông. Bạn này có gấu ở đây. Thôi rồi ôi chưa dùng được chiêu luôn. Tốc biến thôi. Gấu, úi gấu. Ui, gấu, ui. Định cố đấm ăn xôi mình rất là cay mình nhưng mà không thể nào chạm được vào người mình. Một cái phương thiên họa kích cũng như là cái xích thố của Lữ Bố đã làm chậm đi gấu bao nhiêu. Sau đó lại còn Liana làm choáng nữa. Gấu không thể nào vào vị trí của mình và bị chết ngược. Pha này mất gấu thì rất là hên nha. Có thể ăn được ca sơ cũng như là đẩy được luôn. Lại mất thêm cả bạn rừng nữa. Team mình thì còn đủ 5 người. Và đây gấu đi hơi lỗi là mất trận đấu rồi bạn ơi. Đó. Team mình như pha này thì cứ thế là đẩy lên thôi mọi người ơi. Đẩy lên là win thôi. Ra ai thì sẽ lấy người đó luôn. Ra ai thì đánh người đó luôn này. Lữ Bố đi vào thả con ca sơ này. Anh trụ mình vào luôn này. Tuy là chơi kiểu thay vị trí AD nhưng mà còn hổ báo ngang AD mọi người ạ. Hổ báo hơn AD luôn. Rồi đã phải nằm xuống rồi. Team mình thì cũng đã lấy đi được 5 mạng của team bạn rồi. Khả năng thì trận đấu của mình cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Mọi người xem thấy hay cũng như là hữu ích, mình chia sẻ thì mọi người đừng quên cho mình một like cũng như subscribe đăng ký kênh để mình có thêm cái động lực ra nhiều video phục vụ mọi người hơn nha. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tuy cái phần thu âm của mình nó không được tốt nhưng rất mong mọi người thông cảm để cho mình cải thiện, khắc phục những cái video sau nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. 'Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay, all I want.